nấu ăn theo nhận xét của nhiều người thì ngon. Bên kia bấm nút thì trong vòng khoảng 6 tháng tới 1 năm. Nhanh dữ vậy đó hả? Đi học á thì cái suy nghĩ nó khác, cuộc sống nó còn màu hồng. Rồi nói chung là có nhà cửa ổn định, công việc ổn định. Dạ. Em tên là Cao Ngọc Thúy Vy, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng về giày dép túi sách. Giày dép túi sách. Dạ. Quê mình ở đâu? Quê em ở ngoại thành Sài Gòn, ở Củ Chi chị. Ở Củ Chi làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 31 tuổi. 31 tuổi, trời ơi, nhìn không có nghĩ là 31 tuổi đâu, em rất trẻ. Dạ cảm ơn chị. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Trọng Quang, năm nay em 33 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm việc ở quận 12 anh ạ. Quận 12 hả? Dạ. Vậy là gần Củ Chi rồi. Được thuận lợi ha. Dạ được. Được. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em nấu ăn theo nhận xét của nhiều người thì ngon, chăm sóc cũng như trang trí gia đình, nhà cửa. Còn điểm yếu của em thì hơi hậu đậu một chút xíu. Thích trang trí chăm sóc gia đình mà lại hơi hậu đậu. Dạ, có nghĩa là trong công việc thì trí nhớ của em thì tốt, nhưng mà về trong cuộc sống thì không có được tốt lắm. Ví dụ quên như này, là quên kia ha. Dạ đúng rồi, điện thoại, bóp, ví hoặc là chìa khóa là những thứ mà em quên thường xuyên. Rồi mình để ý chút xíu nữa thì không sao, với lại có người đi theo nhắc nhở mình. Dạ, mình để thì quên người ta cầm theo giùm mình. Dạ thì cũng hy vọng là đến chương trình để tìm được cái người mà nhắc nhở mình. Đúng rồi. Bạn trai, điểm yếu điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống vui vẻ, hòa đồng và biết nghĩ cho người khác. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là thẳng thắn, chân thật quá nên là hay nói ra những cái điều mà mình thường là không nên nói. Nó nhiều khi gặp cái cô kia nó trời cho cô xấu quá kìa. Thấy là thấy chân thật rồi, hiền lành nữa. Tình trường thì sao nè? Em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ nếu mà chính thức thì chỉ có một thôi, chia tay được 6 năm rồi. Lý do tại sao chia tay em? Đi học thì cái suy nghĩ nó khác, cuộc sống nó còn màu hồng. Đến khi mà ra trường đi làm thì bắt đầu va chạm nhiều trong cuộc sống, có nhiều mối quan hệ hơn thì bắt đầu sẽ có những cái nhiều sự lựa chọn hơn. Không sao, thêm nhiều kinh nghiệm, hôm nay có thêm tình yêu này là đậm đà nè ha. Dạ cũng hy vọng vậy. Hy vọng vậy. Em ơi cho anh hỏi xíu đi. Em chia tay là em chia tay người ta hay là người ta em bị gì em bị? Em chia tay người ta hay là người ta chia tay em? Bỏ cái chữ em bị. Hỏi lại. Sao im luôn rồi? Là em chủ động chia tay người ta hay là người ta chia tay chủ động chia tay em? Không biết anh hỏi như vậy không biết là nó có quan trọng với anh về cái câu trả lời hay không? Tại để anh coi thử mình có cái sự đồng cảm không. Anh cũng có một mối tình chính thức thôi. Chia tay thì cách đây cũng lâu rồi. Và cái lý do chia tay của anh là do người đó đi nước ngoài. Người ta chủ động chia tay đúng không? Thành anh hỏi đi kìa, hiểu cảm giác cái gì? Dạ đúng rồi. Anh mới nhắc là chuyện buồn nữa. Bỏ qua đi. Muốn tìm người như thế nào mới quan trọng nè. Đó. Đối với em thì trước tiên về ngoại hình thì cao hơn em, trần người, tại em hơi ốm nên em muốn tìm một người có thể che chở cho em. Cao thì có cao đó, tròn thì chưa chắc tròn. Còn về tính tình thì nói chuyện hài hước một chút xíu, đặc biệt là không có được gia trưởng. Điều gì em không thích nữa ở người bạn trai nữa? Vô tâm. Dạ. Anh sống biết nghĩ cho người khác lắm chứ không có vô tâm đâu. Rồi tốt. Anh này dễ thương lắm. Điều có cái thiếu tròn thôi, còn thì có đủ hết đó. Vậy em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Thì mẫu người bạn gái của em là truyền thống, hiền, biết chăm sóc cho gia đình. Em hơi hiện đại một chút xíu chứ không được truyền thống, không có thuần truyền thống đâu. Thì để coi anh khám phá chứ từ từ. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Đánh bài, xe xưa quá. Hút thuốc uống rượu. Có bạn gái mà đánh bài lắm ơi. Chị chưa nghe rõ là em đấy bao nhiêu tuổi? Dạ em 33 tuổi. 33 tuổi là tới tuổi lấy vợ rồi đó. Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em dự định nếu mà bên kia bấm nút thì trong vòng khoảng 6 tháng tới 1 năm. Nhanh dữ vậy đó hả? Dạ. Lấy vợ về rồi hai vợ chồng mình sinh sống ở đâu? Dạ thì nói chung là em cũng có cái nhà nhỏ ở dưới Hóc Môn rồi. Em đang ở với ai dưới đó? Em thì đang ở với ba mẹ. Rồi nói chung là có nhà cửa ổn định, công việc ổn định. Dạ. Yeah. Rồi mình có yêu cầu gì ở phía nhà gái nữa không? Nói chung là em cũng không có yêu cầu gì. Em có thách cưới nhà gái? Dạ không đâu. Không đâu được. Nó chơi với thách đâu. Được, mặt mày rất là hiền lành, phúc hậu. Anh nhìn là anh thấy cậu này rất là thật thà, gương mặt tươi có hậu nha. Đàn trai là ok lắm á. Để anh qua anh xem mắt đàn gái coi sao. Chào anh. Chào anh gái.
em yêu cầu tròn tròn để làm gì? Dạ anh phải có sức khỏe để bảo vệ em. Chưa chắc, nhiều khi người ta gầy gầy với sức khỏe người ta khỏe lắm á. Ờ vậy bên đó khỏe không anh? Khỏe. Khỏe để chút kiểm tra cho anh không biết. Không, bây giờ kiểm tra liền đi. Kiểm tra liền hả? Dạ. Giờ bạn có thể bế anh Quyền Linh đứng lên ngồi xuống khoảng 3 lần được không? Chắc cái này khó. Chút xíu là cứ hít đất thôi coi sao ha. Lát nữa bế em á, đứng lên đứng xuống 10 cái. Nhưng mà thường thường á, mấy cái người mập mập tròn tròn yếu lắm nha em, giống như anh nè. Kêu cái mà không nổi nữa. Yếu lắm. Ha. Anh này nói chung anh dễ thương lắm. Dạ. Ha. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ có. Em trai ơi. Dạ. Em có bao giờ lãng mạn với người yêu chưa? Dạ có chứ anh. Thí dụ? Hẹn bạn gái thì em set up là hẹn trên cái thuyền đi vòng, đi bơi trên sông. Ờ. Được, được. Hay quá, cũng được. Được. Em thích nhất người đàn ông là vấn đề gì? Biết quan tâm và chia sẻ. Quan tâm chia sẻ, anh này cũng quan tâm chia sẻ đó. Anh nghĩ rằng ở ảnh có cái sự chân thành đó. Rồi ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Gia trưởng và hút thuốc chứ anh. Anh thấy đàn gái cũng ổn, nhưng vấn đề là do em thôi. Cô gái dễ thương, chàng trai dễ tính cũng dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà là mấy cái bánh tự tay em làm, hy vọng là anh sẽ thích. Hy vọng có bánh thì anh sẽ tròn. Ăn bánh đi nha. Cho nó mập lên. Bây giờ em thể hiện cái vụ khỏe cho cô ấy, cô biết đi. Làm sao kiểm tra đó. Cái này hơi khó à. Em thích cái khuôn mặt cổ thôi coi. Thôi vậy để tí xíu đi. Em cũng có cái bài hát em tặng cho em. À sợ hít đất xong rồi. Để hít đất xong rồi. Hát hơi. Hát hơi. Hát nổi. Rồi. Tôi thương vợ tôi, nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi, tận tình ngày tháng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi, không lược là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi, biết yêu chồng thương con hết lòng. Mình đến đây mình có cái duyên, có cho nhau cơ hội để bước xa hơn thì thật ra anh cũng chỉ mong như vậy thôi. Thì như anh cũng chia sẻ là anh thích người phụ nữ truyền thống. Thì nhưng mà như nãy chị em cũng có chia sẻ thì trong tuổi trẻ của em thì hơi lầy. Thì không biết là anh có chấp nhận được điều đó không? À, khi mà đi chơi với nhau, ví dụ với cả nhóm, ví dụ như mọi người rủ nhau đi hát karaoke thì em có cái phương châm đó là không nhất thiết bạn biết hát bạn mới đi hát karaoke được. Chỉ cần bạn biết đọc chữ là bạn có thể hát karaoke. Như vậy vui mà, phải sống phải hòa đồng. Vui gì nó la em sùng cũng vô. Anh ơi, nhưng mà nếu mà có những người như vậy thì mới tạo nên cái không khí. Nói chung là bạn trai thì hát hay, cô gái cũng có cảm tình rồi đó. Có điều là cô cũng còn hoang mang đến vụ sức khỏe. Mình cứ thực hiện cái điều đó đi. Thử 10 cái đi cưng. Em đếm đi em. 1. Quan sát kỹ nha em gái. 3 dự. Bo thêm cho em luôn đó. Có khuyến mãi luôn. Khuyến mãi luôn. Khuyến mãi. Cảm thấy yên tâm phần nào chưa? Có chút chút vậy. Em cứ yên tâm đi, không có anh ốm chứ không có yếu. Không, về ăn bánh của em. Ăn bánh là mập chính xác. Rồi, bình tĩnh vô chuyện hẹn hò đi em. Nếu như em với anh hẹn hò thì anh có dự định gì cho tương lai hoặc là có kế hoạch gì không? Nói chung hiện giờ công việc của anh cũng ổn định. Thì không biết anh có thích đi du lịch không? Anh thì thích đi du lịch. Nếu như mà mình hẹn hò thì bao nhiêu lâu anh đưa em đi trốn được một lần? Quan trọng là em muốn trốn ở đâu. Anh có thích tụ tập bạn bè không? Ví dụ như cuối tuần mình có thể cà phê với bạn bè hoặc là tụ tập nấu nướng, ăn uống với bạn bè. Thì không biết anh có thích điều đó không? Có, anh thích. Có thể cho em hỏi người thân của em được không chị? Sử dụng được, em hỏi đi. Không biết là có thể gia nhập vào động củ chi của mình được không ấy chị? Trời ơi, đầu của chi toàn chị em phụ nữ không đó nha, chịu nổi không anh trai? Cái đó thử mới biết chị ơi. Bây giờ em phải xin mấy chị coi mấy chị cho em gia nhập hội không? Sức khỏe của em với lại... điều kiện của em như vậy thì mấy chị có thấy có cho em gia nhập được không? Cho một cơ hội. Cho một cơ hội. Được rồi. Cảm ơn chị. Đối với anh quan điểm về tình yêu như thế nào? Anh chân thật và chung thủy. Còn đối với em á, tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía và được xây dựng trên sự tin tưởng, quan tâm và chia sẻ cũng như là tôn trọng lẫn nhau.
em cũng có xu hướng hướng về gia đình. Nên không biết là nếu mà hẹn hò thì anh có phiền không? Nếu như mà những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì em thường hay về nhà hoặc là dành cho gia đình em. Không biết là anh có phiền về điều đó không? Thì nói chung là cái đó thì mình sẽ sắp xếp. Thời gian nào mình dành cho gia đình thì mình cứ dành cho gia đình. Còn cái thời gian nào mà mình dành cho nhau thì mình... Cái đó mình sẽ tự có thể sắp xếp với nhau được mà. Dạ. Còn nếu như mà phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp thì anh lựa chọn như thế nào? Anh sẽ chọn cả hai. Tại vì sự nghiệp mình không có thì gia đình cũng không có ổn định được. Mà có gia đình mà mình bỏ sự nghiệp thì cũng không giải quyết được vấn đề. Gia đình cũng không hạnh phúc. Em nghĩ là anh có một sự lựa chọn đúng. Vì em nghĩ là anh có thể làm tốt được điều đó nếu như anh có sự trợ giúp từ người phụ nữ của cuộc đời anh. Hy vọng hy vọng em sẽ trợ giúp anh. Dạ. Rồi bây giờ như này nè, nãy giờ đối đáp qua lại rất là hay rồi, nhưng bây giờ phải có một cái phút gì nó lắng động, nó lãng mạn, giống như nãy gì bơi trên thuyền trên đồi đó. Bắt đầu. Nói đi em. Mình nói tất cả những cái gì mình suy nghĩ về cô gái này, nói tận đáy lòng nha. Anh thấy em cũng dễ thương. Dễ thương thì sao? Em cái lúc nãy em cũng quên là cái điểm yếu của em đó là có thể cảm nhận nhưng mà không thể diễn đạt bằng lời. Cái đó cũng là điểm yếu của bây em. Bây giờ anh đang nói hay lắm mà, đâu có yếu đâu. Đối đáp hay lắm á. Em dễ thương thì anh đang cảm thấy như thế nào? Anh cảm thấy thế nào? Hôm nay đến đây gặp được em là cũng là một điều may mắn của anh. Đó. Cảm ơn anh. Thí dụ vậy, tim em có rung động chút xíu nào chưa? Rung hoài luôn, nãy giờ luôn anh. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Và bây giờ là giây phút quan trọng, chúng ta hãy cảm nhận, chúng ta cảm thấy mình có phù hợp với nhau không? Đối phương có phải là một nửa mà mình đang mong muốn tìm kiếm và chờ đợi hay không? Suy nghĩ thật kỹ, có rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Nói thì không được, nhưng mà bấm thì rất nhanh. Chúc mừng em đã gia nhập nhóm Củ Chi. Nắm tay, nhau tay đi. Xin phép mấy chị đi. Rồi chúng ta thủ tục đầu tiên. Hey, xin phép mấy chị. Xin sao? Đó. Xin đây nè. Mấy chị thì chưa cho mà. Mấy chị cho chưa mấy chị? Cho gì? Cho rồi. Cho gì? Cho hôn. Đó, dễ thương chưa?